Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu bản thân sở hữu nhóm máu hiếm chỉ chưa đến 1% người trên thế giới mới có? Có thể nhìn được màu của tia cực tím, hay thậm chí là sở hữu một trong những màu mắt độc dị, đặc biệt nhất mà 99% dân số trên thế giới không có. Nếu muốn biết bản thân mình hiếm có khó tìm ra sao thì hãy cùng thử thách giải đố trong video ngày hôm nay với các câu đố hài hước, bá đạo và khó đỡ về những bí mật cơ thể của chúng ta nhé. Bắt đầu ngay thôi nào, let's go! Nào các Sky ơi! Tay đó! Tay đây rồi thì thử bung hết cỡ ngón cái cho xem nào. Xem các bạn có thể làm được như thế này hay không. Hay như này chỉ là hàng pha ke mà thôi. Thử đoán ngay xem nào. Đây là ngón tay thật hay pha ke? Chắc là nhiều bạn lại đang nghĩ tôi một chúng mình photoshop ngón tay người ta rồi đi đố các bạn đúng không? Chứ làm gì có ai bẻ được tay như này. Nhưng mà oan quá là oan thị màu nha. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy chính là hàng real có thật mà chỉ khoảng 20% dân số thế giới mới có khả năng này thôi. Thử test lại thêm một lần nữa xem mình có nằm trong top hiếm này không nhé. Cơ mà vẫn chưa hết độc đáo đâu. Có một điều kỳ lạ khác về cơ thể mà không phải ai cũng làm được. Nào, chúng ta cùng há miệng ra và xem bao nhiêu bạn có thể làm được như thế này nhỉ? Nghe chừng khó hơn lên trời luôn. Bởi số người có thể làm được điều này trên thế giới cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Vâng, và idol trong làng miệng rộng chính là anh Dragim đến từ Angola với kỷ lục người có miệng rộng nhất thế giới với bề ngang kéo hết cỡ có thể dài tới 17cm, đủ sức để nhét vừa một lon coca và xoay chuyển nó trong miệng một cách dễ dàng. Đấy, nói chung là với chiếc miệng hiếm trời phú này thì thay vì bổ táo ăn từng miếng, anh chàng có thể chỉ cần làm một miếng là xong. Chưa hết đâu, trước đó anh chàng này cũng khiến cho Giang Cư Mận phải ngã ngửa với một kỷ lục khác nữa. Đó chính là nhét đi nhét lại 14 lon nước 300ml vào miệng chỉ trong vòng 1 phút. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm được thôi. Cho mình hỏi là các bạn ở đây, các bạn thuận tay gì nhỉ? Tay trái hay là tay phải thì comment xuống bên dưới nhé. Và theo các bạn thì người thuận tay trái hay là tay phải sẽ thông minh hơn? Thử tài đoán xem nhé. Vậy theo các bạn, ai thông minh hơn? Ủa, thế là người thuận tay phải không thông minh ư? Dĩ nhiên là không rồi. Thế nhưng theo các nghiên cứu thì những người thuận tay trái dù có một chút hơi lép vế về số lượng khi chỉ chiếm 10% dân số thế giới so với những người thuận tay phải. Thế nhưng, hội những người thuận tay trái lại không thiếu những nhân vật nổi tiếng tài giỏi nếu không muốn nói là thiên tài. Có thể kể đến một vị tổng thống da đen duy nhất của xứ sở cờ hoa nước Mỹ. Theo các bạn, ông là ai? Dễ như ăn kẹo luôn. Các nhà khoa học cho rằng những người thuận tay trái thường sẽ có một kỹ năng nào đó rất đặc biệt. Và với trường hợp của ông Obama thì ông rõ ràng là người có khả năng ngôn ngữ tốt. Và đây là một điều kiện quan trọng để dẫn tới thành công trên con đường chính trị và trở thành tổng thống của ông. Không biết có bạn nào ở đây thuận tay trái không nhỉ? Biết đâu trong tương lai các bạn sẽ trở thành một idol nổi tiếng tài năng nào đó thì sao nhỉ? Cơ mà tài năng thôi thì còn chưa ngã ngửa bằng cái khả năng nhìn vạn vật theo một cách khác người. Nghĩa là bạn có thể nhìn ra được những màu siêu độc lạ mà 99% người không thể. Hãy thử nhìn xem, theo các bạn thì bông hoa này có màu gì nhỉ? Màu vàng hay màu tím đây? Nào nào, không biết có ai không nhìn thấy bông hoa này màu vàng mà là màu tím tím không nhở? Nếu có thì xin chúc mừng bạn bởi bạn đã nằm trong 1% người ít ỏi trên thế giới sở hữu một khả năng ngoạn mục. Bạn sinh ra với đôi mắt và tầm nhìn cực tím đấy. Bình thường thì mắt chúng ta sẽ có thấu kính để bảo vệ khỏi các tia cực tím. Thế nhưng với 1% người không có thì họ lại có khả năng nhìn xa hơn giới hạn của người bình thường. Tức là hầu hết chúng ta đều thấy những bông hoa kia màu vàng. Còn ai mà thấy thành màu tím như này thì các bạn là của hiếm rồi đấy. Và tiếp theo hãy cùng đến với câu đố mẹo cực hay mà mình tin là rất rất nhiều người trả lời đúng. Đố các bạn, thứ gì tên khôn nhưng lại khiến người ta ghét cay ghét đắng? Là thứ gì trên cơ thể của chúng ta nhỉ? Vâng, xin một tràng pháo tay cho những ai trả lời đúng câu hỏi này. Thứ khôn nhưng khiến cho ai cũng sợ và ghét cay ghét đắng ở đây chính là răng khôn, hay còn gọi là răng số 8. Ủa, nhưng mà cớ gì người ta lại gọi nó là răng khôn nhỉ? Là bởi vì nó khôn ư? Câu trả lời là không chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn mà rất nhiều người từng trải đã kiểm chứng, đó là đa phần răng khôn đều mọc rất ngu. Lúc thì cà khịa răng số 7, lúc lại mọc lệch sang một bên khiêu chiến với má trong. Thậm chí lắm lúc nó còn mọc một nửa thân răng rồi không mọc tiếp nữa cơ. Có lẽ ai đã từng trải thì mới hiểu được cảm giác ối rồi ôi này. Và có một điều vô cùng hiếm ở răng khôn,
Nhưng trước tiên, các bạn phải trả lời được câu hỏi này đã. Hãy thử đoán xem liệu có phải 100% người trên thế giới đều mọc răng khôn hay không? Có thể các bạn chưa biết thì trên thế giới có khoảng 20% dân số không có răng khôn và đây được coi là điều hết sức bình thường. Ví dụ, gần như 100% người Mexico bản địa không có răng khôn, trong khi hầu như tất cả các thổ dân Tasmania đều có. Thế nên, nếu đã qua độ tuổi từ 17 đến 25 mà vẫn chưa mọc răng khôn thì khả năng rất cao các bạn nằm trong 20% dân số đặc biệt này đấy. Wow, mới đó mà chúng ta đã đến câu 8 rồi ư? Không biết là nãy giờ các bạn đúng được bao nhiêu câu rồi nhỉ? 4 trên 8 là cũng đỉnh lắm rồi đấy nhá. Và nhân cái dịp dành lời khen cho các bạn thì tôi một chúng mình có một món quà nho nhỏ. Chọn ngay một phần quà may mắn cho mình nào. À, rằng thì là mà, xin chia buồn với những anh em gửi chọn niềm tin vào phần quà số 1. Hy vọng là thần may mắn sẽ độ các bạn ở những video lần sau. Phần quà số 2 có vẻ như những bạn hướng nội và thi thoảng vô tri sẽ thích lắm đấy. Thế còn phần quà số 3 sẽ là gì đây? Vâng, là một cốc sinh tố dâu tây cực mát, cực ngon để tiếp thêm năng lượng cho các bạn trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây. Theo các bạn, với 5 màu mắt mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đâu là màu mắt hiếm gặp nhất trên thế giới? Gợi ý một chút cho các bạn đó là các bạn có thể thỏa thích lựa chọn nhiều đáp án thay vì một nhé. Đây đây, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nên tâm hồn ai mà được màu sắc như ba đôi mắt hiếm gặp kia thì bao độc lạ luôn rồi đấy. Chưa kể, nếu sở hữu thêm khuôn mặt xinh xinh như mấy idol này nữa thì lại khiến bao nhiêu chàng trai chìm đắm luôn chứ chẳng đùa. Nói chung thì nếu sở hữu một đôi mắt đẹp thì khả năng chiếm được trái tim của crush gần như là chuyện dễ như ăn cơm rồi. Nhưng nếu sở hữu một đôi mắt độc lạ thì thậm chí có thể kiếm cả ra tiền nữa cơ. Vậy theo các bạn, đôi mắt này có thật hay không? Wow, thật không thể tin được. Nhưng không tin cũng phải tin thôi. Đôi mắt này là hàng real xịn đấy các bạn ơi. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tưởng là người nước nào đó sao lắc sao lơ. Nhưng không, cô bé này là người Việt Nam chính hiệu. Và đây được xem là đặc điểm hiếm top đầu trong video ngày hôm nay. Bởi thậm chí còn không đến 1% dân số trên thế giới sở hữu đôi mắt này. Nhưng mà vẫn chưa hết bất ngờ đâu. Top 1 lại vừa nghĩ ra một câu đố rất là hay ho, ngã ngửa dành cho các bạn tiếp đây. Lưu ý là câu này không dễ đâu à nha. Đố các bạn biết trái tim con người chúng ta nằm ở bên nào? Nếu như trước giờ chúng ta luôn chắc nịch rằng trái tim nằm bên trái, thì giờ đây trái tim cũng có thể nằm cả bên phải nữa đấy. Nghe khó tin nhưng điều này hoàn toàn là sự thật. Và trên thế giới thì trong khoảng 12.000 người thì may ra cũng chỉ có một người gặp phải trường hợp này. Và thường là sẽ may mắn không có bất kỳ hậu quả tiêu cực nào cho sức khỏe. Và dù hiếm gặp, nhưng ở Việt Nam chúng ta cũng có vài trường hợp đấy. Có thể kể đến như họa sĩ Phan Phan, hay như người phụ nữ ở Quảng Nam này chẳng hạn. Đấy, tưởng dễ nhưng mà không hề dễ đâu nhá. Bạn nào trả lời đúng thì top 1 chúng mình cũng xin bái phục vì cái độ hiểu biết của các bạn còn trên cả xuất sắc nữa luôn. Tim phải đã hiếm rồi, thế còn máu thì sao? Không biết người anh em ruột thịt này có gì độc lạ nhỉ? Theo các bạn thì ngoài những nhóm máu thông thường như là O, A, B hay là nhóm máu AB thì còn có nhóm máu nào có thật ở con người nữa nhỉ? Đâu là nhóm máu có thật ở con người? A. Nhóm máu vàng, B. Nhóm máu tím, C. Nhóm máu xanh lá. Vâng, là nhóm máu vàng hay còn gọi là nhóm máu RHNU, được xem là nhóm máu hiếm nhất thế giới, bởi cứ 6 triệu người thì may ra mới có một người sở hữu nó. Cũng bởi vậy mà nhóm máu vàng được ví như quý hơn vàng và là di sản vô giá với y khoa. Điều đặc biệt của nhóm máu này đó chính là tiềm năng cứu sống rất lớn khi có thể hiến cho bất kỳ ai thuộc hệ máu RH. Tuy nhiên vì quá hiếm nên những người mang dòng máu vàng thường dễ bị đe dọa tính mạng hơn khi họ sinh nở hoặc gặp tai nạn vì nhóm máu của họ không hề có sẵn. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Bật mí là cũng hơi khó đấy nha. Con người ai cũng có dấu vân tay, đúng hay sai? Đáp án là sai nha, các bạn không hề nghe nhầm đâu. Mặc dù dấu vân tay giúp xác định chính xác ai đó là đồng nhất nhưng không phải ai cũng sở hữu điều này. Ví dụ như gia đình ở Bangladesh này chẳng hạn. Được biết thì tất cả những người đàn ông trong gia đình này đều không hề có dấu vân tay. Thế nên họ vừa không thể lấy được giấy phép lái xe mà cũng chẳng đi đâu đó xa hơn như du lịch chẳng hạn. Và câu hỏi tiếp theo cho các bạn đây, liệu con người có tồn tại nếu không có não? Nghe thật là ảo ma Canada, bởi chúng ta sinh ra vẫn luôn được nghe rằng bộ não của con người cực kỳ quan trọng và nếu không có não thì khó có thể sống sót. Thế nhưng thực tế lại chứng minh một số người dù không có não thì vẫn sống rất tốt, thậm chí còn xuất sắc hơn người bình thường.
Nhiều tờ báo nổi tiếng uy tín thế giới từng nhắc đến một nam sinh giấu mặt khoa toán của một trường đại học danh tiếng. Dù không có não, nhưng anh lại sở hữu IQ đáng mơ ước, đó là 126. Hay như một người đàn ông chỉ vì đau chân trái nên đi khám và qua phim chụp, bộ não của anh gần như trống không. Nhưng anh vẫn sống khỏe, lấy vợ và sinh con. Đúng là trên đời này, điều quái quỷ nào cũng có thể xảy ra được. Thế mới nói, con người chúng ta vẫn luôn là một ẩn số bí ẩn nhất mà đúng không? Và các bạn ơi, thử thách vừa rồi cũng chính là thử thách cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi. Mới đó còn hào hứng hí hửng mở màn cho video mà lại sắp phải tạm xa các bạn nữa rồi. Không biết là các bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi thì nhớ tự chấm điểm và để lại một con số xuống dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ về những đặc điểm hiếm có của cơ thể bạn để top 1 cũng như là mọi người cùng biết xem bạn hiếm có khó tìm không nhé. Và đến đây thì top 1 chúng mình phải nói lời chào rồi. Và nếu như yêu thích những câu đố về chủ đề ngày hôm nay cũng đừng quên like, share video để top 1 có động lực làm thêm nhiều video hơn nữa nhé.